Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay là có dàn kẹo kéo của anh Duy kéo tới nhà em để giao lưu dàn nhạc nha anh em. Thì chúc em sẽ quay cấu hình dàn máy với dàn lo để cho anh em mình xem nha. Rồi, cái đồ tháo ra mặt nắp luôn hả? Đây là cấu hình 4 full 2 sub với thêm cái tép trên đúng không? Rồi. Bốn cái tép này nó không đủ phê à? Ủa? Hết luôn là ba cái hả? Rồi còn mấy kia không có tép hả? Hai đứt. Đứt bỏ hả? À. Rồi em bật men lên em alo thử đây. Thử thử cái cấu hình của em đang đi á. Không, cái đầu này nó hết hết rồi. Ý là bây giờ mình có bật lên hát được không? Được. Rồi em bật lên hát thử coi trên nó là sao. Em hát. Ủa, em hát đi. Thôi đó cái đầu kỳ. Dặn em hát chứ. Là 4 cái phun. Dây này là dây loa hả? Dạ. Dây loa là xài dây điện. Ok, trời ơi. Cái dây này dụng có nước lên ấy không? Ghê quá vậy. Dây loa xài dây điện mà bắt trần luôn, không có không dây này dẫn chống nước luôn. Này kéo vừa tới chỗ là cái bánh xe nó đi ăn chuối luôn. Bánh đây còn ok, còn bánh đây thì xong. Ủa bình thường em không có im thẳng hả? Vậy là cái cổng 3.5 máy lớp tới em bị gì hả? À. Nay là dàn máy bị ế xô. Không có xô đi luôn. Này, ế xô. Nằm nhà ăn đóng. Đây là xài con mixer 12V3, rõ biết 12V3, micro, vang số này CF 2000, 2000 Bluetooth, hai con men, một con gợt ếch với một con xe 20, ống áp này 5kg, diễn được, bật cái bên kia chưa, xài con kênh hả, con kênh kia làm gì? Hư đưa thành nam liền. Nam giờ đến đây rồi. À, còn cái này hư em bỏ ra rồi hả? Nó bị mát chứ chưa hư. À. Điện thoại của ai đâu phải điện thoại con. Thì em cũng phải thử chứ mới biết chứ. Rồi ai đi nhạc? Em bấm con trai em gọi ông rap cho mấy nè. Alo thử. Cái này là cái chế độ để đi show hả? Không, cái này em chưa biết gì luôn á. Em nói chung là nó để sao làm để vậy á. À, em có đi show bằng cái này chưa? Chưa. Là bữa trước em đi sao bằng vậy? Em đi bằng con này, nhưng mà con này kiểu nó bị mát cho nên rồi xài mixer, xài effect của con mixer. À. Được. Cái chế độ sau của nó là gì? Chế độ thứ hai. Được. Nó chỉnh đâu có hố gì đâu.
để anh chỉnh cái mode 3 cho em ha. Em cấm anh lấy thử cái này nó chủ yếu là eco. Bật cái máy lên nha. Đành có nhớ mong người theo gió đông.
tình yêu xa vàng vào nơi cuối đời như sầu đông con đêm bao giờ. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương đời, biết đâu trên đường vắng nếu tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn nhớ 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 phố xanh bắt đầu ngày một bước chân buồn em đã xa cách rồi, đành tôi nhớ mong người theo gió đông tình yêu xa vắng vào nơi cuối đời như sầu đông con đi. Giờ là tiễn bạn đồng nghiệp đi về. Chúng ta lo để nằm thì xong rồi tới chỗ ráp lo cực. Còn như kia là để sẵn ráp vô kéo dây luôn. Này ráp 15 phút không? Dạ. Tới chỗ. À. Mình thì lâu.